Rất là biết ơn các em đã quay trở lại với kênh của thầy An. Ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 2, mặt phẳng tọa độ đồ thị của hàm số. Ở lớp 6 ta đã biết rằng mỗi điểm trên bản đồ địa lý được xác định bởi một cặp số. Cái cặp số đó chính là kinh độ và vĩ độ nè. Kinh độ và vĩ độ. Và cái cặp số này mình gọi là tọa độ địa lý. Chẳng hạn, tọa độ địa lý của hồ Hoàn Kiếm ở thủ đô Hà Nội là đây. Đây là kinh độ, đây là vĩ độ. Chữ bề ở đây là bắc, còn chữ D là đông. Đây là một tọa độ địa lý ha một cặp số trong toán học cặp số để xác định vị trí của một điểm trên mặt phẳng được gọi là gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cặp số này một nhỏ mặt phẳng tọa độ hình hai là một dạng phép chiếu bản đồ có các đường kinh tuyến và vĩ tuyến đều là các đường thẳng. Trong đó, kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc được minh họa bằng hai đường thẳng màu đỏ. Kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc. Đây, đây là kinh tuyến gốc. Còn đây là vĩ tuyến gốc. Thì vĩ tuyến gốc chính là đường xích đạo nè vị tuyến gốc chính là đường xích đạo nước việt nam mình ở, ở chỗ này à, nước việt nam mình đây chúng được biểu diễn bởi hai trục ox oy trên mặt phẳng ở hình 3. đây minh họa kinh tuyến gốc minh họa vị tuyến gốc nếu nhận xét về hai trục OxOy. Thì mình thấy rằng là hai trục OxOy của chúng ta là cắt nhau tại O và vuông góc với nhau. Vuông góc với nhau, Đó, có nghĩa là góc này bằng bằng 90 độ. Ta có định nghĩa trên mặt phẳng ta vẽ hai trục số OX, OY vuông góc với nhau và cắt nhau tại góc O của mỗi trục. Khi đó ta có hệ trục tọa độ OXY. Hệ trục tọa độ OXY. Trục OX, OY gọi là các trục tọa độ. OXY gọi là các trục tọa độ. OX gọi là trục hoành OX thì gọi là trục hoành còn OY thì gọi là trục tung và mấy cái tên này các em nhớ nha O thì gọi là góc tọa độ O gọi là góc tọa độ mặt phẳng có hệ trục tọa độ OXY gọi là mặt phẳng tọa độ OXY mặt phẳng tọa độ OXY đây, chúng ta có mặt phẳng tọa độ Oxy đây. Đây mình gọi là mặt phẳng tọa độ Oxy Đây là trục OI. Trục OI hay còn gọi là trục tung. Còn đây là trục OX nha, OX. OX hay còn gọi là trục hoành. Trục hoành, đây là trục OI. Còn đây là góc tọa độ giao nhau tại đây, đây gọi là góc tọa độ thì hai trục tọa độ chia cái mặt phẳng tọa độ Oxy thành bốn góc đây một hai ba bốn nè bốn góc và người ta quy ước đặt tên góc này là góc phần tư thứ nhất góc phần tư thứ nhất đi ngược chiều kia đồng hồ góc này là góc phần tư thứ hai góc phần tư thứ ba và đây là góc phần tư thứ tư được chưa? Đây là quy ước nha quy ước. Chú ý các đơn vị độ dài trên hai trục tọa độ được chọn bằng nhau nếu không có lưu ý gì thêm bằng nhau. Các đơn vị độ dài có nghĩa là từ đây tới đây là một thì từ đây tới đây sẽ là một ha chứ không được là từ đây tới đây là một nhưng mà từ đây tới đây là 10 à không được như vậy nếu mà không có lưu ý gì thêm ví dụ 1 màn hình radar của đài kiểm soát không lưu gợi nên hình ảnh một mặt phẳng tọa độ ở hình năm đây mình có mặt phẳng tọa độ o x y ba chấm sáng trên màn hình radar nằm ở góc phần tư nào của mặt phẳng tọa độ. Đây, ba chấm sáng. Thì theo quy ước, đây là góc phần tư thứ nhất, đây là góc phần tư thứ hai, đây là góc phần tư thứ ba và đây là góc phần tư thứ tư. Như vậy thì ba chấm sáng này nằm ở góc phần tư thứ thứ hai nha. Góc phần tư thứ hai của mặt phẳng tọa độ. Chúng ta vừa tìm hiểu mặt phẳng tọa độ. Hai la mã tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ. Có nghĩa là trong cái mặt phẳng tọa độ, chúng ta sẽ có tọa độ của một điểm. Đây. OXY đây là mặt phẳng tọa độ của chúng ta. Hoạt động 2, cho điểm M trong mặt phẳng tọa độ OXY hình 6 Điểm M. Nè, điểm M. Hình chiếu của điểm M trên trục hoành Ox là điểm nào trên trục số Ox? Hình chiếu của điểm M trên trục hoành Ox là chúng ta kẻ vuông góc, vuông góc xuống trục Ox đây, vuông góc xuống trục Ox. Đó thì mình thấy là là điểm điểm 4, được chưa? Điểm 4. Hình chiếu của điểm M trên trục tung oi là điểm nào trên trục số oi điểm m mình chiếu lên trục tung là mình kẻ vuông góc nha vuông góc với trục oi trục tung thì mình thấy là nó gặp cái điểm số 3 trên trục số oi nhận xét cặp số 43 gọi là tọa độ của điểm m trong mặt phẳng tọa độ oi cái cặp số 43 thì được gọi là tọa độ của điểm M trong cái mặt phẳng tọa độ OFT. Đây. 43. Các em chú ý nha, là chúng ta chiếu xuống trục hoành mình gặp cái điểm số 4. Chiếu lên trục tung mình gặp cái điểm số 3. Nhớ chiếu trục hành trước, chiếu trục tung sau, trục hành đứng trước, trục tung đứng sau. Và điểm này số 4 này chúng ta gọi là hành độ Chiếu lên trục hoành, mình gọi là hoành độ của điểm M. Còn số 3 là chiếu lên trục tung. Chúng tôi gọi là tung độ của điểm M. Đây là tung độ của điểm M. Đây là hoành độ của điểm M. Ta có định nghĩa cho điểm M trong mặt phẳng tọa độ OXY. Giả sử hình chiếu của điểm M lên trục hoành OX là điểm A trên trục số OX. Đây, cho điểm M giả sử hình chiếu của điểm M lên trục hoành OX là điểm A. Còn hình chiếu của điểm M lên trục tung OY chiếu lên trục tung OY là điểm B trên trục số OY điểm B. Thì lúc này cái cặp số AB gọi là tọa độ của điểm M. A gọi là hoành độ và B thì gọi là tung độ của điểm M. Gọi đầy đủ thì A là hoành độ của điểm M, B là tung độ của điểm M. Điểm M có tọa độ AB được ký hiệu là MAB. MAB có nghĩa là người ta ghi như thế này, mình hiểu là điểm M có tọa độ là AB. chú ý trong mặt phẳng tọa độ Oxy mỗi điểm M xác định một cặp số AB ngược lại mỗi cặp số AB xác định một điểm M có nghĩa là cho bất kỳ cặp số AB thì chúng ta luôn luôn xác định được một điểm và ngược lại cho một điểm thì mình xác định được một cặp số AB là duy nhất điểm M đây điểm M của chúng ta là một chấm trên cái mặt phẳng tọa độ. A thì gọi là hoành độ. B gọi là tung độ. Chú ý, tung độ nó sẽ cắt trục tung tại B. Hoành độ là A thì nó sẽ cắt trục hoành tại điểm A. Ví dụ 2. Cho mặt phẳng tọa độ OXY như hình 8. Xác định tọa độ các điểm D, E, F, G, O. Đầu tiên là điểm D. Điểm D đây. Điểm D. Chúng ta chiếu điểm D lên trục hoành đúng không? Mình chiếu lên trục hoành. Mình được 1. Được 1 chiếu lên trục hoành này, mình gặp điểm 1. Mình chiếu lên trục tung, chiếu lên trục tung này, chiếu lên trục tung mình được điểm điểm -2. Đó, chiếu lên trục hoành được điểm 1, chiếu tung được điểm 2, điểm -2. Như vậy thì tọa độ của điểm D là 1 2. Luôn luôn viết hành độ trước, tung độ sau. 1 trừ 2. Đây. Tọa độ điểm D là 1 trừ 2. Còn điểm E điểm E đây. Chiếu lên trục hành, chiếu lên trục hành mình được điểm điểm trừ 2. Chiếu lên trục trục tung mình được điểm 1. nè chiếu trục tung mình được điểm 1, chiếu trục hành điểm trừ 2. Như vậy thì tọa độ của điểm E sẽ là trừ 2 1. Đây tọa độ điểm E là trừ 2, 1. Rồi điểm F, điểm F của chúng ta, chúng ta chiếu lên trục hoành, thì chúng ta được được không nha. Đây là O trùng với 0 luôn. 1, 2, 3 này, 3, 2, 1, 0, trừ 1, trừ 2, đó, 0. Điểm F chiếu lên trục hoành, chúng ta được điểm 0. Chiếu lên trục tung, trục tung đây luôn, là chúng ta được điểm trừ 3. Như vậy thì tọa độ của điểm F là 0 trừ 3. 0 trừ 3. Đây, tọa độ điểm F 0 trừ 3. Bây giờ điểm G. Điểm G chiếu lên trục hoành là chính nó luôn, là điểm trừ 3. Còn chiếu lên trục tung là điểm 0. G trừ 3 0. Còn điểm O, điểm O chiếu lên trục hoành hay chiếu lên trục tung đều là đều là 0 0 nên điểm O tọa độ là không không. Đây là chữ O, còn đây là số 0. Số 0. Nhận xét. Điểm nằm, điểm nằm trên trục hoành có tung độ bằng 0. Điểm nằm trên trục hoành có tung độ bằng 0. Mình thấy nè, điểm G. Điểm G nằm trên trục hoành, đúng không? Trục hoành đây, trục tung đây. Điểm G nằm trên trục hoành. Điểm G đây, có hành độ, có tung độ. À, tung độ của G bằng 0. Được chưa? Tung độ của điểm G bằng 0. Điểm 0 này. Có tung độ bằng 0. Rồi điểm nằm trên trục tung sẽ có hành độ bằng 0. Trục tung này. Điểm nằm trên trục tung là điểm điểm F. Điểm F có hành độ bằng trừ 3 nhưng mà tung độ bằng 0. Đó, điểm F. Đây, điểm F đây tung độ bằng 0. Được chưa? Điểm F có tung độ bằng không. Đó, các em chú ý với thầy. Hai câu này rất dễ có trong trắc nghiệm nha. Điểm nằm trên trục hoành thì có tung độ bằng 0, nè. Đây là hoành thì đây là tung. Điểm nằm trên trục tung thì sẽ có hoành độ bằng 0. Ví dụ 3. Trong mặt phẳng tọa độ OXY Hãy nêu cách xác định điểm A 3 trừ 2. Đây là hoành độ, đây là tung độ. Thầy mượn cái mặt phẳng tọa độ đi luôn nha. Đây các em. Điểm A có tọa độ là 3 trừ 2. Thì cách để mà chúng ta xác định điểm A trong cái mặt phẳng tọa độ như sau. Mình thấy đây là 3. Cho nên là qua cái điểm 3 trên trục Ox nè. 3 này thì đây là 3. Qua điểm 3 trên trục Ox ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục Ox. Đây, điểm 3 trên trục Ox đây. Chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục Ox. Đó. Rồi tung độ là trừ 2. Tung độ là trừ 2. Cho nên là qua điểm trừ 2 trên trục ơi. Trục ơi là trục tung. Ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục ơi. Đây. Qua điểm trừ 2 trên trục ơi. Điểm trừ 2 đây. Chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục ơi. hai đường thẳng trên cắt nhau tại điểm A. Đây, điểm A. Đó. Thì lúc này điểm A của chúng ta sẽ có tọa độ là 3 trừ 2. Đây, 3 trừ 2. Luyện tập 1. Trong mặt phẳng tọa độ OXY, hãy nêu cách xác định các điểm A, trừ 1, 2, B, 2, 2, C, 2, 0, D, 0, trừ 2, E, 1 phần 2 và trừ 3 phần 4. Đây, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái mặt phẳng tọa độ OXA. -E. Mặt phẳng tọa độ OXA -E của chúng ta gồm hai trục OX, OY -E, vuông góc với nhau và cắt nhau tại O. Đây là trục Oy. Còn đây là trục Ox cắt nhau tại O. Đó, đây gọi là mặt phẳng tọa độ Oxy. Rồi bây giờ chúng ta nêu cách xác định các điểm A trừ một hai thì các em làm giống như đây, nè, làm giống như đây. Qua điểm trừ một trên trục Ox ta kẻ đường vuông góc với trục Ox, thấy chưa? Dương bên phải, âm bên trái, đây, trừ một đây. Còn số dương bên trên số so, âm um, bên dưới nha số âm bên dưới qua điểm trừ một trên trục ox ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục ox nói là kẻ đường thẳng thì mình kẻ đứt đứt cho nó đẹp ha rồi tiếp theo tung độ là là hai cho nên là qua điểm 2 qua điểm 2 trên trục OI ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục OI. Số dương ở trên 1 2 đây. Kẻ đường thẳng vuông góc qua điểm 2 mình kẻ đường thẳng vuông góc. Đó. Hai đường thẳng này sẽ cắt nhau tại điểm A có tọa độ là trừ 1, 2. Đó, điểm A của chúng ta đây. Điểm A có tọa độ là trừ 1, 2. Mình xong điểm A. Bây giờ điểm B là 2, 2. Thì qua điểm 2 trên trục OX ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục OX. Đó. OX đây là 1, đây là 2. Qua điểm 2 trên trục OX chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục OX các em chưa quen thì các em có thể kể dài ra còn thầy thì quen rồi thầy dừng ở đây rồi tiếp tục đây qua điểm 2 trên trục oi ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục oi qua điểm 2 trên trục oi ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục oi đó lúc này hai đường thẳng vừa vẽ sẽ cắt nhau tại điểm b có tọa độ là hai hai rồi điểm C Điểm C là 2 0 Thì biết rằng là Những điểm mà có Tung độ bằng 0 Này có tung độ bằng 0 Đây Đây là tung độ của điểm C này Tung độ của điểm C bằng 0 Cho nên là điểm C sẽ nằm trên Trên trục hoành Và cắt trục hoành Tại điểm 2 Đó có nghĩa là điểm C của chúng ta đây đã điểm C chúng ta đây. Có tọa độ là 2 0. Điểm C đây. Điểm D là 0 2. Tương tự như vậy. Hoành độ bằng 0. Hoành độ bằng 0 thì điểm này sẽ nằm trên trục tung nè. Có hoành độ bằng 0. Điểm D nằm trên trục trục tung tại tại điểm trừ -2. Trục tung đây. Trừ -1 đây. Đây là trừ 2. Điểm D của chúng ta nằm đây. Điểm E 1 phần 2 trừ 3 phần 4. 1 phần 2 trừ 3 phần 4. Đây là 1. Như vậy thì đây là 1 phần 2. Nha, mình có thể chỉ vô. 1 phần 2. Là điểm này. Thì mình cũng làm giống như đây. Qua điểm 1 phần 2 Trên trục OX ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục OX Qua điểm 1 phần 2 Trên trục OX ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục OX Thầy kẻ bằng bút đỏ cho nó rõ chỗ này nó nhỏ quá Rồi tiếp theo Qua điểm trừ 3 phần 4 qua điểm trừ 3 phần 4 trên trục OI, ta kẽ đường thẳng vuông góc với trục OI. Đây là 1 phần 4 này, trừ 1 phần 4 này, trừ 2 phần 4 này, trừ 3 phần 4 này là điểm này các em. Qua này, chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục OI. Điểm này chính là điểm trừ 3 phần 4. hai đường thẳng vừa vẽ cắt nhau tại điểm này. Điểm này chính là là điểm e. Điểm này của chúng ta là điểm e. Đó ok, điểm e của chúng ta nằm đây. Thì rút kinh nghiệm từ thầy thì để cái hình nó rõ thì chúng ta có thể lấy từ đây tới đây là một đơn vị. Từ đây tới đây là hai đơn vị. Tương tự như vậy, một đơn vị, hai đơn vị nha. Một đơn vị, hai đơn vị. Đó. Như vậy thì cái điểm E của chúng ta mình mới có chỗ để mình biểu diễn được. Rồi chúng ta xong liên tập 1. Chúng ta sang ba la mã đồ thị của hàm số. Hoạt động 3. Nhiệt độ dự báo thấp nhất Y độ C ở thành phố Đà Lạt là một hàm số theo thời điểm x giờ trong ngày 14 tháng 4 năm 2022. Hàm số này được biểu thị dưới dạng bảng 1. Đây, hàm số được biểu thị dưới dạng bảng 1. Đó, thì thêm biết rằng là hàm số có thể cho bởi công thức. Ví dụ như đây, đây là cho bởi công thức nè. Hoặc là cho bởi bảng. đây là hàm số được cho bởi bảng. Trong mặt phẳng tọa độ OXY biểu diễn các điểm có tọa độ là các cặp số y) tương ứng ở bảng một. Người ta bảo mình là đi biểu diễn các điểm có tọa độ là các cặp số đi có nghĩa là điểm thứ nhất là 9 16 nè điểm thứ nhất là 9 16 điểm thứ hai là 12 16 điểm thứ ba là 15 15 điểm thứ tư 18 14 điểm thứ năm là 21 13 thì đây sách làm luôn rồi nên thầy khỏi cần làm ha điểm thứ nhất là 9 16 thì trên trục của x từ cái điểm số 9 chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục của x rồi 9 16. Thì trên trục Oy tại điểm 16, chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục Oy. Hai đường thẳng này sẽ cắt nhau tại điểm A. Đó, thì tọa độ điểm A sẽ là 9 16. Tương tự như vậy, tọa độ điểm B 12 16. Này, B này, 12 16. Điểm C 15 15. Điểm C này, 15 15. Điểm D 18, 14 18, 14 IME 21, 13 21, 13 Ok Nhận xét Tập hợp 5 điểm A, B, C, D, E Như ở hình chính Gọi là đồ thị của hàm số Cho bởi bảng 1 5 điểm này A, B, C, D, E được gọi là đồ thị của cái hàm số mà được cho bởi cái bảng một bảng này. Đó, đây cũng là một cái quy ước thôi. ha Mình hiểu như là một quy ước. Những cái điểm 9, 16, 12, 16, 15, 15, 18, 14, 21, 13 khi chúng ta biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ thì chúng ta được các điểm ABCDE và tập hợp các điểm này mình gọi là đồ thị của cái cái hàm số mà cho bởi cái bảng này. Đó là hàm số mà được cho bởi bảng. Còn hàm số được cho bởi công thức thì sao? Đây, hoạt động 4. Xét cái hàm số y bằng 2x. Câu A tính các giá trị y1, y2, y3 tương ứng với các giá trị x1 bằng trừ 1, x2 bằng 1, x3 bằng 3 phần 2. Đây các em. Câu A nè. Bây giờ với x1 bằng trừ 1, với x1 bằng trừ 1, thì mình có y1 sẽ bằng x1 bằng trừ 1 chúng ta thế vào đây x1 bằng trừ 1 mình thế vào đây thì mình được 2 nhân với trừ 1 thì y của mình sẽ bằng y của mình sẽ bằng trừ 2 với x2 bằng 1 mình thế vào đây mình được y bằng y2 bằng 2 với x3 bằng 3 phần 2 với x3 bằng bằng 3 phần 2 mình được y3 bằng x3 bằng 3 phần 2 mình thế vào đây mình được 2 x 3 phần 2 và y bằng y bằng 3 câu B biểu diễn trong mặt phẳng tọa độ OXY các điểm M1 là x1, y1, M2 là x2, y2 M3 là X3Y3. Vậy từ đây mình có điểm M1 của chúng ta là X1Y1 có nghĩa là trừ 1 trừ 2. Tương tự như vậy. M2 là X2Y2 có nghĩa là 1, 2. M3 là X3Y3 có nghĩa là 3 phần 2, 3. 3 phần 2, 3. Rồi bây giờ mình sẽ biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ ở đây. Đây các em. Điểm thứ nhất M1 là trừ -1 trừ -2. -1 -2. Thì từ điểm trừ -1 trên trục OX chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục OX. Từ điểm trừ -2 trên trục OY chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục OY. Hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm M1. Rồi tới 12 nè. Từ điểm 1 trên trục OX hoặc là qua điểm 1 trên trục OX. Điểm 1 trên trục OX. Chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục OX. Qua điểm 2 trên trục OY chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục OY. Hai đường thẳng này sẽ cắt nhau tại điểm M2. Rồi điểm M3. Từ điểm 3 phần 2 3 phần 2 tính là 1,5. Trên trục OX ta gẻ đường thẳng vuông góc với trục OX. 3 phần 2 là 1,5. 1,5 thì nằm giữa 1 và 2. Đây, 3 phần 2. Trên trục OX chúng ta gẻ đường thẳng vuông góc với trục OX. Rồi, qua điểm 3 trên trục OX. Điểm 3 trên trục OX. Ta gẻ đường thẳng vuông góc với trục OX. Hai đường thẳng này sẽ cắt nhau tại điểm điểm M3. Đó. Mình biểu diễn giống như trong sách ha. nhận xét với mỗi giá trị của biến số x ta có thể xác định được một điểm mxy với y bằng 2x với y bằng 2x là đây y bằng 2x nè với y bằng 2 trong mặt phẳng tọa độ xy có nghĩa là người ta lấy ví dụ ba điểm thôi chứ còn thực chất là cứ trong x là một số bất kỳ thì chúng ta đều xác định được một y từ đó chúng ta lấy được một điểm trên mặt phẳng tọa độ Oxy thì mình gọi chung là MxY. Đây, MxY của chúng ta đây. Khi biến số x thay đổi thì cái điểm MxY nó sẽ thay đổi theo trong cái mặt phẳng tọa độ đây. Đó. Khi biến số x thay đổi, điểm MxY sẽ thay đổi theo trong mặt phẳng tọa độ Y và tạo nên đồ thị của hàm số Y bằng 2X như ở hình mời Khi biến số X thay đổi thời điểm ở đây nó cũng thay đổi theo nhưng mà người ta thấy rằng là nó luôn luôn nằm trên cái đường thẳng này. À, có nghĩa là những cái vệt của điểm M đó nó tạo thành một cái đường thẳng. Đó. Và lúc này cái đường thẳng này mình gọi là đồ thị của hàm số y bằng bằng 2x. Hoặc là người ta cũng gọi cái đường thẳng này là đường thẳng y bằng 2x. Nè, cái đường thẳng này mình gọi là đường thẳng y bằng 2x. Có nghĩa là đồ thị của hàm số y bằng 2x mình gọi là đường thẳng y bằng 2x luôn. Kiến thức trọng tâm. Đồ thị của hàm số y bằng fx là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng x, fx trên mặt phẳng tọa độ. Đây định nghĩa này đồ thị của hàm số là tập hợp tất cả nha tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng x, fx hay nói khác là xy đó xy đúng không? y chính là fx, xy trên mặt phẳng tọa độ. Chúng ta sang ví dụ 4. Trong mặt phẳng tọa độ OSI cho đồ thị của hàm số y bằng x cộng 2. Câu A, quan sát đồ thị của hàm số và cho biết trong 3 điểm A, B, C điểm nào thuộc đồ thị hàm số, điểm nào không thuộc đồ thị hàm số. Đây các em. Đây là đồ thị của hàm số y bằng x cộng 2. Cho nên người ta ghi đây. Người ta ghi là y bằng x cộng 2. Hay chúng ta còn nói đây là đường thẳng y bằng x cộng 2. Thì mình quan sát mình thấy à điểm B nằm trên đồ thị của hàm số này. Điểm A cũng nằm trên đồ thị hàm số này. Còn điểm C là không nằm trên đồ thị hàm số này. ha đây câu A nè. Quan sát đồ thị của hàm số y bằng x cộng 2 ta thấy hai điểm a b thuộc đồ thị của hàm số này nó nằm trên nằm trên đường thẳng này có nghĩa là nó thuộc đồ thị của hàm số còn điểm c 23 điểm c 23 nó không thuộc đồ thị của hàm số câu b điểm d có tọa độ là 2022 2023 có thuộc đồ thị của hàm số hay không? Vì sao? Làm sao biết được các em? Thì nếu mà chúng ta biểu diễn điểm D thì nó sẽ nằm ngoài đây mắt. ha. Rất là khó để mà chúng ta được biểu diễn được điểm D. Như vậy thì mình còn cách nào nữa không? Làm sao biết được điểm D nó có thuộc cái đồ thị hàm số này hay không? Thì thay vì bằng cách vẽ đồ thị thì chúng ta có thể thế tọa độ điểm D vào đây xem nó có thỏa mãn hay không nha x luôn luôn viết trước x nè mình thế vào đây thì lúc này y của chúng ta sẽ bằng 2022 cộng 2 là bằng 2024 mà ở đây y là 2023 như vậy thì điểm D nó sẽ không thuộc nha không thuộc đồ thị của hàm số. Còn nếu mà đây là 2024, đây sửa thành 2024, điểm E có tọa độ là 2022, 2024 thì lúc này điểm E sẽ thuộc đồ thị hàm số. Bởi vì chúng ta thế 2022 vô đây thì lúc đó y sẽ bằng 2022 cộng 2 là bằng 2024. Cho nên điểm E sẽ thuộc đồ thị hàm số. Đây các em. Đối với hàm số y bằng x cộng 2 cái giá trị của y tương ứng với giá trị x bằng 2022 là người ta mới thế x bằng 2022 thế vào đây đây y bằng 2022 cộng 2 bằng 2024 2024 thì nó nó khác 2023 2023 là điểm này đó thì y nó khác cái điểm này y bằng 2024 nó khác khác điểm 2023 nó khác vậy cái điểm D nó có tọa độ này không thuộc đồ thị của hàm số rồi bây giờ chúng ta sang luyện tập 2. số lượng sản phẩm bán được y nghìn sản phẩm là một hàm số theo thời gian x tháng hàm số này được biểu thị dưới dạng bảng 2. đây đây là hàm số cho dưới dạng bảng. Hàm số cho dưới dạng công thức thì đồ thị của nó sẽ là những cái đường thẳng với hàm số bậc nhất nha. Đường thẳng nó liền. Còn hàm số mà cho dưới dạng bảng thì đồ thị của nó sẽ là tập hợp những điểm rời rạc. Nè, rời rạc. Còn đây là liên tục. Liên tục. Đây là rời rạc. Cụ thể là những điểm đó là 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 6, 5, 7. Trong mặt phẳng tọa độ OSD, hai điểm A, B có thuộc đồ thị của hàm số đó hay không? Vì sao? Thì bây giờ mình sẽ biểu diễn cái đồ thị của cái hàm số này lên mặt phẳng tọa độ nha. Điện tập 2 nè. Biểu diễn. Biểu diễn cái bảng 2. Trên mặt phẳng tọa độ. Trên mặt phẳng tọa độ. Ta được các điểm. Ta được các điểm điểm A 2 điểm A 1 1 điểm B là 2 3 điểm C là 3 5 điểm D là 4 6 điểm E là 5 7 Đây, bây giờ mình biểu diễn nha. thì các điểm này đều dương cho nên là các cái điểm này nè sẽ nằm ở góc phần tư thứ nhất cho nên là thầy vẽ góc phần tư thứ nhất lớn còn mấy cái góc phần tư thứ nhất mấy góc phần tư còn lại mình kẻ nhỏ thôi đây là trục tọa độ ở đây điểm A của chúng ta có tọa độ là 1 1 ha. Đây. 1 1 Điểm A chúng ta đây. Điểm B là 2 3. 2 3. Điểm B chúng ta đây. Điểm C là 3 5. 3 5. là điểm C đúng đây. Điểm A, điểm B, điểm C, điểm D46. 4 6. Điểm D đây. Điểm E57. Thầy vẽ tay cho nhanh. Còn các em dùng thước nha. 57, đó. Ok điểm E của chúng ta đây. Đây, tập hợp các điểm A, B, C, D, E chính là đồ thị của cái hàm số được cho bởi cái bảng này. Rồi bây giờ chúng ta biểu diễn hai cái điểm. Oh sorry em. Ở đây A, B đề cho rồi. Ở đây A, B đề cho rồi cho nên là mình lấy điểm A này nó nó bị trùng. Mình lấy điểm A này nó bị trùng thôi bây giờ mình lấy đi ma phải đi ha bây giờ mình chữa cháy nha a phải c phải d phải e phải ha mình chữa cháy bây giờ mình lấy ma điểm b này nó trùng dưới hai cái điểm này rồi điểm a phải chúng ta b phải c phải d phải e phải ha rồi bây giờ mình biểu diễn hai điểm a và b a có tọa độ là hai ba hai ba à Điểm A có tọa độ là 2 3 nó trùng với điểm điểm B phải luôn. Đó. Như vậy thì điểm A thuộc đồ thị hàm số. Rồi điểm B là 5 6 5 6 đây. Điểm B của chúng ta đây. Mình thấy là điểm B không thuộc đồ thị. Đây, đồ thị là gồm năm điểm này thì điểm a nó trùng với điểm b phải có nghĩa là điểm a thuộc đồ thị hàm số còn điểm b nó không thuộc đồ thị hàm số rồi chúng ta trả lời qua mặt phẳng tọa độ ở đây Ta thấy điểm A có tọa độ là 2 3 thuộc đồ thị hàm số. Còn điểm B có tọa độ là 5 6 không thuộc đồ thị hàm số. Rồi chúng ta xong phần lý thuyết Rất là biết ơn các em đã xem hết video Thì xem xong phần lý thuyết các em làm phần bài tập ở trang số 65 số để hôm sau so sánh kết quả với thẻ thầy, thầy An hẹn gặp lại các em ở video sau Bye bye